Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em có lấy thêm được thùng đồ nghề, bánh xe, một số dao bếp Nhật, rìu, cán rìu, bào gỗ, thước, ống nước, ly giữ nhiệt, tai nghe, bàn ủi, mở bu lông bánh xe ô tô, cối xay tiêu, xay cà phê, một số mẫu bật lửa Zippo, đá mài cay, túi đồ nghề. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Nay em lên mã D1 là cái máy mở bu lông bánh xe ô tô. Cái máy này là còn mới luôn, nó còn trong hộp luôn ạ. Hiệu của nó là Meltec ạ. Đây. Cái máy của nó đây ạ. Cái máy này thì dùng điện là điện 110V ạ. Và công suất là 350W ạ. Và cái đầu là đầu 1/2 ạ. Và ở đây thì nó có cho mình thêm hai cái đầu này để mình gắn vào đây ạ. Là cái này thì là 21 và cái đầu này là 19 ạ. Đây cái hộp của nó đây ạ. Đây nó để là mình dùng điện là 110V và cái lực là 250 N ạ. Đây, nó có để đầy đủ các thông tin trên đây hết ạ. Đó. Thì cái máy mở bu lông bánh xe này D1 em bán là 750K ạ. Em qua D2 là cái túi đồ nghề ạ. Cái túi này là nó còn ở trong một cái bọc nữa à. Đây, cái bọc của nó thì bị bám bụi phía bên ngoài đây ạ. Cái hiệu của nó đây, Aros đây ạ. Thì đây, cái phần dưới đây nó có chữ Aros đây, nhưng mà do là để rồi nó bị bong tróc cái chữ thôi đây. Cái chữ nó bị bong tróc ra cái phần này thôi. Còn cái phần giấy thì còn rất là mới ạ. Đây, chưa sử dụng luôn. Nó còn giấy rồi ở trong đây luôn, giấy lót rồi trong đây. Về mình giặt mình vệ sinh lại ạ. Thì cái này á, là nó phía trước này là nó có 5 ngăn nhỏ để các anh các chú mình đựng được kìm, tua vít đồ rất là tiện luôn. Và phía bên hông này cũng có hai cái ngăn nhỏ này nữa. Ở đây thì một ngăn to và một ngăn to nhất. Thì em đo cái chiều cao của cái túi này đây là được 22 năm, và ngang qua thì được là 27 năm. Mã D2 này em bán là 400K. Em qua D3 cũng là một cái túi đồ nghề size to bằng da ạ. Thì cái này đây nó có ở đây là một ngăn to, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, và nó có mấy cái ngăn nhỏ, bốn cái ngăn nhỏ này nữa. Đây giống như để đựng viết hoặc là vít nhỏ, cái tua vít nhỏ ạ. Phía ngoài sau này là bằng nhung. Thì cái hiệu của cái này đây là Meset đây ạ. Nó tem mát là nó còn luôn, nó còn cái màng mộc này luôn đây. Đó, nó còn cái màng mộc này luôn. Mấy hàng này là hàng trong trong siêu thị của Nhật họ thanh lý ạ. Cái túi đồ nghề da này thì em đo chiều cao của nó ở đây là được 35, và ngang qua đây là được 27 ạ. Thì cái mã D3 này em bán là 450K. Ở nhà các anh các chú mình có dây bảo hộ thì mình sẽ luồn vào đây. Đó, có cái dây thì mình sẽ luồn vào phía trên đây ạ. D3 em bán 450K. Và em qua D4 ạ. D4 là cái khò ga ạ. Đây. Cái hiệu của nó là Zobon. Đây, trên cái bật lửa nó cũng có chữ đây ạ, Zobon. Thì cái nút là nút on off đây. Này mình gạt qua bên đây là mở ra, và mình gạt ngược lại là tắt đi.
Và ở dưới đây nó có nút cộng trừ, đây là mình sẽ chỉnh lửa lớn nhỏ tùy theo ý của mình ạ. Cái này thì màu đen đây còn mới luôn ạ. Đó. Cái này em gạt qua đây, em mở lên và em bật lửa đây đó. Cái này thì khi em gửi cho các anh các chú thì em sẽ cho một tí ga vào ạ, một ít thôi. Thì về các anh mình sẽ mua một chai ga ngoài chợ về mình bơm vào mình dùng ạ. Đó, rất là dễ sử dụng. Em đo chiều chiều dài của cái này đây là được, cái khò ga này là được 17 ạ. Thì mã D4 này em bán là 320k. Và em qua bật lửa Zippo ạ. Nay thì em có một số mẫu màu khác ạ. Đây, mã D5 là một cái bật lửa. Cái màu của nó đây ạ, đó, phía bên đây là màu bạc và phía ngoài trước đây là màu nâu ạ, rất là đẹp luôn. Và họ là họ sơn, cái này là màu sơn, trên đây là họ sơn tĩnh điện luôn ạ. Đây, Zippo Z14 Made in USA ạ. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng ạ. Đây, phía trong đây. Đó. Đây ạ. Đây, USA đây ạ, Made in USA. Cái hộp phía bên ngoài đây ạ. Đó, Made in USA. Đều có thông tin đầy đủ hết ạ. Thì cái mã D5 này em bán là 600k. Em qua D6 ạ. D6 là một cái màu xanh, Zippo màu xanh. Màu xanh kiểu màu lính ạ, rất là đẹp luôn. Cái màu mà của quân đội Mỹ ạ, đây. Đó, rất là đẹp. Đây, phía bên trong của nó đây đều là còn mới hết ạ. À. Về các anh mình cho xăng Zippo vào ạ. Dưới đây đây. G15 Made in USA. D6 này là em bán 580k. Em qua D7 là cái màu trắng ạ. Đây. Zippo màu trắng. Phía dưới đây. A15 Made in USA luôn ạ. Màu nào cũng đẹp hết ạ. Họa tiết trên đây thì nó có cái hình là cái bật lửa đây ạ. Và nó mở cái quạt gió thổi kiểu như vậy đây. Họa tiết của nó đây ạ. D7 này em bán 550k. Em qua D8 ạ. D8 D8 là nó để đây Zippo hình chiếc lá, hình cái chữ Canada đây ạ. Và đây nó có để hình cái bật lửa đây đó. Đó. Cái màu sơn rất là đẹp luôn. Zippo D15 Made in USA. Hàng là còn mới hết. Thì cái mã D8 này em bán là 580k. D8 580k. Em qua D9 ạ. D9 là cái màu đen Winner, có cái hình đây. Mã của nó là K16 Made in USA.
đen cũng rất là đẹp, rất là sang luôn. Hộp của nó là đầy đủ thông tin hết. D9 này là em bán 580k. Em qua D10 là cái bật lửa màu bạc ạ. Đây, made in USA. Những cái hình trên đây là họ làm những cái tẩu thuốc ngày xưa, kiểu dáng cũng rất là đẹp luôn đây. Cái màu bạc này thì để vào ánh đèn thì nó hơi chói một xíu ạ. Đây em để đây đó. Các anh các chú mình nhìn xem rất là đẹp. Và ở những ngay chỗ mấy chỗ này đây, như chỗ những chỗ mà mấy em chỉ đây, thì nó có cái những người ta làm màu vàng vàng lên nữa, rất là đẹp. Cái mã này của nó là Zippo A19 ạ, made in USA. Đây, phía trong đây. Thì cái mã D10 này em bán là 600k. Và em qua D11. D11 là đây, cái hộp của nó đây, made in USA. Đây, phía ngoài của nó đây, nó làm kiểu màu sắc màu cầu vồng ạ, disco, giống như là trong vũ trường ạ, kiểu như vậy, rất là đẹp luôn. Cũng phía ngoài sau đây là màu bạc, còn mới luôn ạ, đều là còn mới hết, đều còn trong hộp hết ạ. Cái này đây, nó để đây. Zippo này là D17, made in USA đây ạ. Cái này là họ sơn tĩnh điện cao cấp luôn ạ, của Mỹ nên họ làm rất là sắc sảo, rất là đẹp ạ. Thì mã D11 này em bán là 620k. Em qua D12 là đá mài ạ. Ở đây thì em có 3 cục đá mài hiệu cay, và nó có size là từ đây, như cái của nó nguyên cái combo của nó đây là từ 126, 127, 128. Thì cái đá này đây là 500, đá đầu tiên là 500 thì để mài phá, đá thô là cái độ thô của nó là 500, và kế đến là cái đá mài mịn đây là 1.800 ạ, 1.800. Và kế đến nữa là đây, cái này mài bén mài bóng này ạ, thì ở này là 1.000 ạ. Đó, nguyên bộ của nó như vậy. Thì ở đây đây đó, cái đá này là đá 1.000 đây ạ. Đó, là nó đều còn trong hộp luôn. Nó có một cái đế bằng bằng nhựa, nhưng mà nhựa dẻo ạ. Đây nó, cái này mình các anh các chú mình mở ra được ạ. Cái này là chưa sử dụng, nhưng mà đá này thì trong hộp này thì nó nhìn cái màu thì nó không có được mới lắm, nhưng mà là hàng chưa sử dụng mà. Chữ là còn trên đây hết. Và cái cục thứ hai này là cục 1.800 ạ. Đây, nó có để đây đây, 1.800 đây. Đế này là đế rời ạ. Đây, nó cũng có cái đế sẵn. Và cái cục này thì là 500 mà đá mài phá đây. Cũng có cái đế rời như vậy. Thì em đo một cục, để một cục này là em đo chiều dài của nó đây là được 18, ngang qua đây là được 6,3, và cái độ dày của nó ở đây là được 1,5. Thì cái viên đá này đây em bán là combo 3 viên. Nó có 3 cái cấp độ là 500, 1.000, 1.800 của cây. Thì em bán 3 cục này là 1.800.000 ạ. Đây, 1.800.000 cây của Nhật đây ạ.
nó còn mới luôn nhưng mà chưa sử dụng, nhưng mà do là để ở bãi thì cái mấy cái này thì nó có hơi cũ một xíu, cái hộp nhìn nó không có được mới lắm, hàng chưa sử dụng ạ. Thì D12 này em bán là 1.800.000. Em qua D13. D13 thì ở đây là em có cái viên đá này. Đây. Viên đá này là của chữ Nhật, trên đây thì em dịch ra nó là top 10 bảo vật của Nhật ạ. Cái này là đá này là ở làng Sakai, làng nghề người ta làm dao ạ. Thì đá này đây, nó có cái đế là bằng gỗ ạ. Đây, cái đế của nó đây là họ làm bằng gỗ Nhật đây ạ. Đó, cái đế của nó đây. Và cái viên này thì nó mịn là 1.000 ạ. Đây, ở đây nó có để đây, Made in Japan, độ mịn là 1.000. Cái viên này thì em đo cái chiều cao của nó đây là được 2,7 ạ. Dài là được 21, ngang qua là được 7,5. Cái viên đá mài này em bán là 1.100.000 ạ. Đá mài này là còn mới, còn trong hộp luôn, từ cái hộp cũng mới và từ miếng gỗ luôn cũng còn rất là mới luôn ạ. Cái này bên Nhật là họ bán ở trong cái shop mà giao ảnh thanh lý, thì em mua được một vài cục ạ. Thì em bán D13 này là 1.100.000 ạ. D14. D14 là cái máy để các anh các chú mình xay tiêu, xay cà phê, mình xay đậu cũng được ạ. Thì cái này đây là cái phần dưới đây là nó bằng thủy tinh ạ. Và cái phần này đây thì nó để ở trong đây là Talet Tel 18-8, là thép không dỉ 18-8 của Hario. Đây, cái phần thủy tinh này đây là nó không có bị bể gì hết ạ. Nó rất là dày. Và cái này đây thì cái phần mà lỗi ở trong đây, cái phần răng trong đây thì mình chỉnh được là mình muốn mà mình quay to hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc là nhuyễn như thế nào đó, thì nó có cái cấp độ mà mình chỉnh cái răng ở đây ạ. Ở trên đây khi mà các anh các chú mình chỉnh ở đây là nó sẽ có cái chế độ ở trong đây đây. Cái phía trong đây đây, cái răng phía trong đây là mình chỉnh được theo ý mình, là mình muốn nó mịn cỡ nào hay là nó to hơn nữa ạ. Kiểu như vậy. Em đo chiều cao của cái này đây là được chiều cao là được khoảng 16 năm ạ. Và cái miệng này đây em đo qua là được 7,6. Cũng rất là gọn ạ. Mình để ở một cái góc nhà bếp cũng rất là gọn, để mình xay tiêu hoặc là mình xay đậu rang, xay cà phê. Thì cái mã D14 này em bán là 650.000 ạ. D14 650.000. Em qua D15 là cái mút kem. Đây, cái mút kem này là hình thức là còn mới ạ. Đó, cái mút kem này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 22 và ngang qua đây là được 6,4 ạ. Em bán D15 này là 80.000 ạ. Em qua D16. D16 là cây xiên thịt, thì ở đây em có được 4 cây. Tay cầm là bằng gỗ ạ. À. Cái này thì nó kiểu như vậy ạ. À. Nó lỏng lỏng như vậy chứ không phải là nó bị gì đâu ạ. À. Nè,
Cái này các anh các chú mình xiên thịt để mình nướng thịt à. Đó. Bốn cây xiên này thì em đo một cây này thì chiều dài của nó đây là được 41,5. Thì bốn cây xiên này em bán là 100k ạ. D16 100k. Em qua D17 là cái đồ khui đồ hộp, cái hộp cái cây để mình khui đồ hộp. Nó có cái răng cưa ở đây để mình khui à. Thì cái này đây nó có chữ ở đây là Japan đây ạ. Đây. Made in Japan. Cái tay cầm của nó đây thì nó có bị bám bụi đây ạ, nó có bị bám bụi. Về các anh các chú mình rửa lại xà bông ạ. Và cái này đây cũng là một cái mà để khui đồ hộp luôn ạ. Đây. Đó, cái bánh xe của nó, bánh răng của nó đây. Cái này là của Checkmark đây ạ, Checkmark còn tem mác luôn của Nhật. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Cái này thì cái đồ để mình ép ép tỏi, ép hành hoặc là mình ép nước tắc ạ. Mình lọc hộp ra. Thì cái ba cái này thì em bán là 180k. D17 180. Em qua D18. D18 ở đây thì em có là ba món luôn ạ. Một cái đồ để các anh các chú mình khui bia, khui nước ngọt của Nhật ạ. À. Đây. Nó có chữ ở dưới đây này. Made in Japan. Này. Một cái đồ đây là đây nó có để thép không dĩ đây, challenge sale. Cái này thì mình đánh vảy cá cũng được, hoặc là mình cái này thì mình tạo hình rau củ ha. Đó. Kiểu như vậy ạ. Và cái này thì đây em xoắn như vậy đó, nó quay. Cái này là để mình đánh trứng hoặc là mình pha cà phê à, mình đánh bọt ạ. Thì combo 3 món này em bán 180k, D18 180k. Em qua D19 là cái bàn ủi ạ. À. Cái bàn ủi này là cái phần nắp đậy của nó đây. Cái phần nắp đậy của nó là bị bể phía ở chỗ này nó của Hitachi ạ. À. Đây, của Hitachi. Mặt bên đây đây, phía bên ngoài là nó bị trầy xước như vậy đây. Đó. Cái hộp của nó, cái nắp đậy. Còn cái phần này thì nó bị nứt ở đây đó, nó bị nứt ở đây. Đó. Do là nó bị cấn ạ. À. Đây tem mác thì nó còn đây ạ. À. Và phía bên trong thì còn rất là mới luôn, chưa sử dụng ạ. À. Cái màu cũng rất là đẹp ạ. À. Của Hitachi đây. Chưa qua sử dụng luôn này ạ, à. Cái phần dưới đây còn rất là mới luôn. Đó. Đây cái này thì để các anh các chú mình cho nước vào, cho nước thơm vào đây. Còn mới luôn, nó rất là mới luôn đây nè. Cái này thì mình cũng chỉnh on off và chế độ ạ. À. Cái này thì mình chỉnh nút nước, nước nhiều, nước ít ạ. À. Và cái này thì cái màn hình là màn hình điện tử luôn. Đó, nó nổi lên đây cho mình luôn. Đây. Điện là mình dùng điện 100 110V ạ. À. Ở đây ạ. À. Đây, điện là điện 100V đây ạ. À. Và công suất là 1200W ạ. À. Cái này thì mình ghim vào và mình để thì nó nhanh nóng lắm à. Và mình đuổi cũng rất là tiện luôn, không có bị vướng víu. Thì em đo cái chiều dài của cái bàn ủi này đây là được 20,5. Và ngang qua đây là được 9,5. Rất là gọn luôn. Thì cái bàn ủi D19 này em bán là 580k. Em
qua D20 ạ. D20 là cái tai nghe. Cái tai nghe này là của Beats ạ. Màu đỏ ạ. Thì phía bên trong của nó đây ạ. Cái này thì các anh các chú mình về mình gắn vào máy tính à, máy tính hoặc là mấy cái máy mà nó cái đầu chui tròn vậy ạ. Đó, sử dụng chui tròn này. Mình nghe thì rất là dễ luôn. Cái bass của nó rất là hay luôn ạ. Cái này thì nó cho mình mấy cái núm để mình thay đổi đây, đó. Có cái túi để mình để nữa. Cái này là hàng là đều còn mới, chưa sử dụng ạ. Thì cái mã D20 này em bán là 250k. Cái này thì em có cái màu hồng nữa ạ. Cái hộp thì nó không có được đẹp và do hàng bãi thì nó có bị bong tróc cái keo đây ạ. Nhưng mà phía bên trong đây thì là chưa có xài ạ, chưa có xài tới. Mấy cái hàng này là hàng thanh lý trong siêu thị ra ạ. Đó, nó còn mới như vậy luôn đây, đó. Dây màu trắng là còn mới. Và cái đầu nghe đây thì màu hồng đây ạ, đó. Cái đầu của nó đây. Và một cái túi đây, cái túi màu trắng. Và có mấy cái núm để mình thay đổi đây. Thì cái này em cũng bán 250k màu hồng ạ. Cái ly giữ nhiệt này đây thì nó còn tem mát ở dưới đây luôn, cũng còn mới, chưa sử dụng luôn ạ. Cái nắp của nó đây, phía bên trong đây còn rất là mới luôn. Thì cái bình này dung tích của nó là tầm 800ml ạ. Thì chiều cao của nó đây là được 18 và miệng ngang qua đây là được 8 ạ. Rồi, có cái nắp đây và mình cho ống hút vào ạ. Nãy mình đẩy lên đó, cho ống hút vào đây. Nó giữ nhiệt rất là lâu ạ. Thì D21 này em bán là 160k một bình. Em qua D22 là cây kéo ạ. Cây kéo này mình dùng trong nhà bếp mình cắt thức ăn ạ. Đó, Japan đó. Cái tay cầm thì nó làm màu sắc cũng rất là đẹp. Chiều dài này đây là được chiều dài là được 22,5 ạ. Và phần lưỡi kéo sử dụng ở đây là được 8,3. Lưỡi kéo đây không có bị mẻ dập gì hết ạ. D22 này em bán là 150k. Em qua D23 là cái đồ để mình bơm mỡ bò. Đây, nó còn mới luôn ạ. Đây nó còn cái cây của nó đây. Cái cành gắn vào đây. Đây nó có chữ nhật ở trên đây đây ạ. Và cái này đây thì nó có cái logo nội địa Nhật đây. Và cái hiệu của nó là Tamayayuki ạ. Đó. Các thông tin là có trên đây đây. Đó, chữ thì nó hơi khó đọc ạ. Đây có chữ nhật ở trên đây nữa. Cái này thì bằng nhôm ạ. Đó, còn mới luôn. Cái này thì em đo cái chiều dài của cái bình này đây là được cái bình của là được 18 ạ. Cái bình này nó dài 18. Đó.
D23 này em bán là 200k. Em qua D24 là cái đồ tỉa lông mũi ạ. À. Cái này các anh mình đưa vào cái mũi của mình để mình tỉa lông mũi cho nó gọn ạ. À. Đó. Chứ không phải cần dùng kéo ạ. À. Dùng kéo thì nó không an toàn như cái này. Và có cái cây để mình vệ sinh cái này ạ. À. Khi mình tỉa xong thì mình phủi đi. Rất là gọn. Thì cái này em bán là 130k, D24 cũng còn mới luôn ạ. À. Đây, không có bị gì hết ạ. À. Đó. Đó. Còn mới, không có bị rỉ sét gì hết ạ. À. D24 130k. D25 là dây nối ạ. À. Cái này là của Raymax ạ. Và nó có các đầu nối đây. Một cái đầu để lấy sim. Và ba cái để mình để cái sim của mình ạ. À. Và mấy cái này đây. Nó có đầy đủ hết để mình sử dụng ạ. À. Nó rất là gọn luôn. Đây nó có đầy đủ các đầu đây ạ. À. Cái đầu sạc iPhone. Đầu Samsung rồi đầy đủ hết luôn, rất là tiện à, rất là gọn luôn. Thì cái dây nối này em bán là 150k à, D25. Em qua D26 là hai cái đồ để các anh các chú mình chặn cái bánh xe à. Đây. Đó. Cái này là nó là của Toyota đây ạ, à. Nó Toyota Japan. Cái này em đo cái gấp gọn đây, đó. Gấp gọn chiều dài ở đây là được 13,2, ngang qua đây là được hơn 8 ạ. À. Cái này mình để ở trên xe ô tô rất là gọn luôn, khi mà mình cần sử dụng. D26 một cặp này là em bán 180k. D27 à. D27 là cây kèn harmonica. Có chữ đây Tombo harmonica. Đó. Bên đây đây đó, Tamboran. Chiều dài là được 20 ạ. À. D27 này em bán là 180k. Em qua D28 là kéo gà. Đây. Kéo này mình cắt thịt gà, cắt xương cá to rất là ok ạ. À. Đây. Đó. Cái phần dưới là nó có phần răng cưa để là nó giữ lại phần thịt, phần xương nó không có bị chảy lúc mà mình cắt ạ. À. Lưỡi thì rất là sắc. Và ở đây thì lò xo mình có thể tháo ra được để khi mà nó lụt mình mài đi ạ. À. Đây mình mài cái phần lưỡi trên, lưỡi dưới ạ. À. Kéo gà này thì nó dài ở đây là được 26,5 và phần lưỡi sử dụng ở đây là gần 9 ạ. À. Thì D28 này em bán là 240k. Em qua D29 là cái móc khóa ạ, à, màu xám cũng rất là xinh. Đây. Cái móc khóa này gấp gọn ở đây là được 6 sen. Bắt dưới đây ạ, à. Phần lưỡi đây không có bẻ dập gì hết. Và cái này qua đây là được 4 ạ, à. Và nó ngang qua là được 1,5.
dao gấp móc khóa này thì em bán là 120k D29. Em qua D30. D30 thì làm em bán combo cái đầu bấm dây nịch đây ạ. Cái đầu bấm dây nịch thì cái này nó còn mới luôn, nó còn trong hộp này luôn đây. Cái hộp thì nó dính phần ngoài bụi quá rồi nên em để ra đây đó. Các anh về các anh mình bấm cái dây lưng, cái này mình bấm túi xách đồ cũng được đây ạ. Dây dài đó. Và cái này thì nó có mấy cái cây để mình đóng vô cái dây lưng đây, nó có để cái hình minh họa đây, cái dây lưng và mình đóng vào đây nó. Hoặc là cái này mình bọc đóng được cái sổ luôn đây, sổ ghi chú đây, sổ tay. Cái này thì nó có ba cái đầu đây là 3 ly, 6 ly và 9 ly ạ. Đó, và đều còn ở trong túi như vậy luôn. Cái này đây, cái đầu này thì cũng còn ở trong đây luôn nhưng mà nó hơi bị bụi một xíu ạ. Cái này thì đầu của nó là 4.5 và 5.5 đây, cũng để đóng dây lưng luôn đây ạ. Đó, họ dùng cái búa cao su họ đóng xuống đây. Thì cái này combo này D30 này em bán là 220k. Em qua D31 là cắt ống nước ạ. Và cái cây này là cắt được ống nước tối đa là 48 ạ. Đó, đây nó có để đây, Made in Japan. Nó là của MCC ạ. Đây, MCC Made in Japan ạ. Đó, cái phần lưỡi đây, cái phần lưỡi là không có bị mẻ dập gì hết ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 22 ạ. D31 này em bán là 300k. Em qua D32 là cây chặt sắt ạ, size to. Đây cái đầu của nó đây. Đó. Cái này thì người trước họ có dùng lướt qua rồi đây ạ. Đó, có dùng lướt qua rồi, nó có bị cấn nhẹ. Cái size này đây thì nó dài ở đây là được 23 ạ. Và cái bảng qua đây là 3 sen. Đây nó còn tem mát mà nó bị bong tróc đây ạ. Đó. D32 này em bán là 140k. Em qua D33. Cái cây này là của checkmark ạ. Đây nó có chữ checkmark ở trên đây. Đó. Cái cây này thì còn mới luôn ạ, chưa sử dụng. Chiều dài của nó ở đây là 10 và ngang qua là 8 ạ. D33 này em bán là 80k. Em qua D34 là cây lấy dấu ạ. Cây lấy dấu này là chỉnh được lực ở trên đây luôn ạ. Đây cái lực mà nếu mà các anh mình muốn cho nó, mình lấy lực mình lấy sâu vào thì mình sẽ chặn chặt lại, và mình lấy cạn thôi thì mình sẽ chỉnh cho nó vừa tay thôi ạ. Là sẽ chỉnh nó mình ấn xuống nó sẽ cạn, nó không có sâu vào. Đây nó có chữ Japan trên đây. Đây nó có chữ Japan trên đây. Chỉnh lực là cái canh mình chỉnh ở trên đây ạ. Đó, nên em chỉnh lên chỉnh xuống chỗ này ạ. Nó rất là mạnh luôn. Đây. Đó ạ, đây nó lủng một lỗ ở đây nè. Lỗ đây em thử đây ạ. Cái đầu thì nó bị chày trượt, hơi bị xấu thôi, do là để chung với mấy cái đồ khác ạ. Đây nó có chữ giáp bàn đây. Cây lấy dấu này đây thì em đo là được 13.2.
D34 này em bán là 180k. Em qua D35 là cái vít của Vetsell ạ. Này made in Japan của Vetsell, made in Japan này nó xuất sang Mỹ đây ạ. Nó có chữ USA ở đây. Này nó có chữ USA ở đây. Cái này thì các anh mình dùng ở trong những cái ngóc ngách, những cái chỗ nhỏ ạ. À. Mình cầm những cái ngắn này thì cũng rất là tiện ạ. À. Nó nhỏ gọn thôi ạ. À. Nó dài thì được là hơn 9 một xíu thôi ạ. À. Khoảng 9-5. D35 này em bán là 80k. Em qua D36 ạ. À. D36 là cái cảo sên nhỏ. Đó. Rất là trơn tru luôn. Nhỏ gọn như vậy. Đó. Nó nhỏ thôi ạ. À. Nó như trong lòng bàn tay em vậy đây ạ. À. Cái cảo sên này em bán là 160k. D36 160k. Em qua D37 ạ. D37 là cái đầu 1/2 ạ. Cái đầu này đây. Đây cái đầu này em đắp thử của cái người này đó. Cái đầu này của Sinnet đây ạ. À. Này nó có đảo chiều nữa đây. Đó. Đó. Cái nút này thì ấn để mình lấy ra. Chiều dài của cái này đây là được 26,5. D37 này em bán là 300k. Em qua D38 là gãy ba khúc ạ. Đây. Cái phần này đây là bằng da, nhưng mà da thì cái này nó có bị bong tróc như vậy đó. Nó bị bong tróc kiểu như vậy ạ. Cái này là gãy ba khúc, gãy tự vệ ạ. Dưới đây thì nó có chữ dưới tay đây, nhưng mà hơi bị mờ ạ. À. Đây, dưới tay mà bị mờ. Cái này các anh mở ra đây, nó có gãy ba khúc và thu gọn lại. Đó, để mình tự vệ ạ. À. Nó rất là chắc chắn luôn ạ. À. Này, nó rất là cứng chắc. Thì gãy ba khúc này để em đo cái chiều dài mà mình mở rộng hết ra. Mở rộng hết ra đây là được 41 ạ. Và gấp gọn lại đây là được gần 17. Gãy ba khúc, gãy tự vệ này em bán là 450k. Hình thức thì nó không có được mới ạ. À. Có sao thì em nói vậy như trên clip đây. Đó, cái phần da thì nó có bị bong tróc đây. Đó, cái đầu này thì nó cũng có bị cấn nhẹ nên hơi mờ chữ đây. Đó. Thì D38 này em bán là 450k. Em qua D39 ạ. À. D39 là cái bộ vít ạ. À. Đây cái bộ vít này đây thì có một cái đầu nối đây, đó. Ở đây thì nó có là đầu nhọn. Đầu dấu trừ đây, đó, to nhỏ cùng size đầu lấy đinh. Có đủ size hết và cái đầu có ở đây thì cái đầu bốn cạnh
là có hai cây là người trước họ có xài rồi ạ. Đó, xài rồi thì em thấy là nó hơi bị mòn đi, đó, nó có bị mòn. Đây, như cây này là bị mòn đi luôn đây ạ. Đó, cây này cũng vậy ạ. Cái cây bên đây thì nó bị ít thôi ạ, nó bị ít thôi. Còn mấy cây kia thì không có bị gì nhiều ạ. Đó, thì em bán cái bộ này chỉ 80k thôi ạ. D39 80k. Em qua D40 ạ. D40 là cái lưỡi rìu của Nhật. Đây, ở trên đây là nó có cái mộc của Nhật đây, và các số ở trên đây. Thì cái lưỡi rìu này em cân nặng là 1,8 kg ạ. Rất là dày dặn luôn. Thì em đo chiều dài ở đây là được 18 năm. Phần lưỡi qua đây là được 11 năm ạ. Đây nó rất là dày, qua đây là được 3,3. D40 này em bán 400k. Em qua 41 ạ. À, 41 là cái cưa. Cưa lọng ạ. À, cái này thì các anh các chú mình gỡ cưa ra thì mình sẽ chỉnh ở đây ạ. Cái cưa lọng D41 này em bán là 100k ạ. À, cái này thì nó bằng nhựa ạ. À, vì các anh mình xài cái lưỡi này xong mình mua lưỡi khác mình thay vào ạ. D41 100k. D42. D42 cũng là cưa lọng luôn. Ở đây thì có một cái lưỡi của nó rồi, ở đây thì có thêm hai cái lưỡi nữa ạ. À, có bốn mà nó bị lạc mất hai rồi, còn hai thôi. Cái phần này thì khi mà các anh muốn chỉnh thay lưỡi cưa thì mình chỉnh dưới đây ạ. À, là nó lỏng ra rồi mình gỡ cái lưỡi ra mình thay lưỡi khác ạ. À, cái phần tay cầm là bằng gỗ đây. Cây này thì cũng còn mới không ạ. À, nhưng mà lưỡi cưa thì các anh về các anh xài qua một hai lần là nó sẽ sáng lên ạ. À, nó mất đi cái lớp rỉ đó đi. Thì D42 này em cũng bán 100k. Em qua D43. D43 cũng là cưa lọng luôn ạ. Cái cưa này thì cái bản này em thấy rất là to luôn, to hơn hai cây trước. Cái này nó qua đây là nó được 16 ạ. Đây, nó cũng có một lưỡi. Khi mà các anh các chú mình thay thì mình cũng chỉnh ở dưới cái phần tay cầm đây để mình thay. Cây này cũng còn rất là đẹp. Tay cầm bằng gỗ. D43 này em bán 100k. Em qua D44. D44 là cây rìu ạ. À, cây rìu này là nó nặng là 2,6 kg ạ. À, 2,6 kg. Cái phần cán rìu đây rất là đẹp luôn. Đó, và cái phần lưỡi đây, cái phần lưỡi ở trên đây thì có chữ số đây ạ. À, đó, có số đây và phần lưỡi của nó đây, đó, rất là sắc. Chiều dài của rìu là được 90 cm ạ. À, và phần lưỡi ở đây em đo cái phần mà mình cái phần lưỡi sử dụng ở đây qua là được 12,2, và chiều dài của nó ở đây là được 19,5 ạ. À, 19,5. Rìu này thì em bán là D44 750k. D45 là cái cán rìu. À, cán rìu này cũng dài là 90 cm. Đây, số thì nó có dập ở trên cái cán này ạ. À, nó còn tem mác thì nó bị bong tróc, một bị bong tróc ra đây rồi ạ. À, của Nhật ạ. À, thì D45 này em bán là 350k. Em qua
em qua D46 ạ. Cũng là cái cán rìu ạ. Đây. Cán rìu vân đồ cũng rất là đẹp ạ. Đó. Nó còn cái tem mát ở đây luôn ạ. Nó cũng dài là 90 cm. D46 này thì cái cán của nó cầm rất là nặng tay ạ. Thì D46 này em bán là 400k. Em qua D47 ạ. D47 là kéo cắt cành con cua ạ. Cây này thì cái phần tay cầm gỗ đây còn rất là đẹp luôn. Đây. Và cái phần ở trên đây đây bằng nhôm đây đó. Tem mát là còn luôn. Nó chỉ bị bong tróc thôi ạ. Đó. Và nó là dài 1 mét ạ. Và cái phần lưỡi của nó đây. Đây, con ốc hình con cua đây ạ. Đó. Cái phần nhôm của nó thì nó có bị trầy xước nhẹ thôi ạ, chứ không có bị mớp gì hết đây. Đó. Bị trầy xước nhẹ thôi. Thì kéo cắt cành con cua này em bán là 700k D47. Em qua D48 là cái bào ạ. Cái bào này nó còn tem mát luôn. Đó. Chữ thì nó khắc ở trên đây. Cái phần lưỡi bào này qua đây là được 3,8. Và ngang em đo qua đây là được 5,4. Và chiều dài là được 19 ạ. Bào này em bán là 100k D48. Em qua D49. D49 là cái bào cũng còn tem mát luôn đây ạ. Đó, chữ của nó ở trên đây. Đó, nó có chữ ở trên đây. Đó, cái phần lưỡi của nó đây. Cái phần lưỡi này qua đây là được 3,2. Ngang qua đây là được 5,2. Và chiều dài của nó ở đây là được 18 ạ. Thì D49 này em bán là 100k. Em qua D50 cũng là một cái bào nhỏ luôn. Đây, phía lưỡi bào phía sau đây và chữ đây, chữ trên cái lưỡi đây ạ. Đó. Cái bào này thì chiều dài qua đây là được 3,3, ngang qua đây là được 4,6 và dài này thì được là 18 ạ. Bào này em cũng bán 100k D50 100k. Em qua D51. Cái bào này là của Topman ạ. Đó. Nó còn tem mát luôn đây. Cái phần lưỡi của nó đây là được 3,2. Chiều dài cái phần bào đây là được 20,5. Ngang qua đây là được 5,2. Chữ họ khắc ở trên đây, cái phần lưỡi đây ạ. Thì cái bào này em bán là 120k. Cái gỗ của nó rất là đẹp ạ. D51 120. Em qua D52 là cái bào dài ạ. Đây. Cái bào này thì trên cái phần lưỡi đây nó có khắc chữ đây. Đó. Phía ngoài sau đây, cái lưỡi của nó đây. Cái này thì nó dài ở đây là được gần 40 ạ. 39. Cái phần lưỡi ở đây là nó cái phần lưỡi ở đây là được 6 ạ. Và cái này thì em đo qua đây là được 8,5. D52 này em bán là 300k. Bào rất là dài luôn. Em qua D53 là cây kìm cắt kẽm bonsai ạ. Đây.
cái kim này đây thì chữ đây, chữ nó có ở bên mặt bên đây đây à, đó chữ họ khắc ở bên đây đó. Và cái phần lưỡi đây không có mẻ dập gì hết ạ. Cái kìm này mở tối đa ra đây là được 1,6 ạ. D53 này em bán là 350k. Em qua D54 là cây đục ạ. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Chữ là trên đây đây, đó, trên đây có chữ đây ạ. Cái phần chiều dài ở đây là được 39. Và phần bản đục qua đây là được 1,6. D54 này em bán 100k. D55 là kéo cắt cành ạ. Lò xo chữ V. Cái này nó bị dính nó một xíu ạ. Này em chưa có vệ sinh này đó, em lau nó sạch ra đây ạ. Lưỡi của nó đây, lưỡi là không có mẻ dập gì hết ạ. Đó. Cái này nó bị dính bụi bẩn một xíu thôi ạ. À. Nó không có bị mẻ dập gì hết. Chiều dài của nó ở đây là được 20 ạ. À. D55 này em bán là 180k. Em qua D56. D56 đây, cây kéo cắt cành đốt nguyên khối ạ. À. Cũng là xo chữ V. Lưỡi của nó đây không có mẻ dập gì hết ạ. Chiều dài ở đây là được 19 năm. D56 này em bán 180k ạ. Em qua D57. D57. Kéo cắt cành này thì nó có chữ mộc nó dập ở trên cái phần lưỡi đây. Ngoài sau này cũng có đây ạ, à. Nó ngoài sau cũng có. Và cái phần cái lò xo là không phải lò xo của nó ạ. À. Em lấy lò xo của cây khác gắn vào. Nhưng mà cắt thì cũng rất là ngọt ạ. À. Cái phần lưỡi thì phần lưỡi ở đây á, thì nó cũng đầy á, nhưng mà nó có bị này có một cái vết mẻ nhẹ ở đây thôi ạ. À. Đó, một vết mẻ nhẹ ở đây thôi. Lưỡi thì cũng còn rất là đầy luôn đây ạ. À. Cái size này size rất là to, dài ạ. À. Đây. Cái size này của nó ở đây là 21 năm ạ. À. D57 này em bán là 680k. Em qua D58. Một con dao ghép cành ạ. À. Chữ chữ của nó khắc ở dưới thân như đây. Chiều dài của con dao này đây là được 20,4. Phần lưỡi ở đây là được 6,6. Em bán là 120k D58. D59 là một cái con dao gấp ạ. À. Này dao là rèn thủ công thì phía ngoài đây họ có khắc chữ đây, đó. Và cái phần lưỡi dao đây là rất là sắc bén luôn. Thép là thép hai lớp đây ạ, à. Đó nó có tách lớp đây. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được 9,3, ngang qua đây là được 1,5, nó dày ở đây là được 2,4 ly ạ. À.
D59 này em bán là 160k. Em qua D60. D60 thì ở đây em có bộ đục à, bộ đục 6 cây. Size nhỏ à, ở đây thì có đục ngang, đục xéo, đục đục dũm, dũm nhỏ, dũm to và mũi nhọn đây ạ. À. Đây một cái cây mũi nhọn. Và một cây dũm nhọn đây. Bộ đục này là bộ đục căn bản à, 5 cây mà này nó có thêm một cây nhọn là 6 cây. Thì em đo cái chiều dài này ở đây là được 14 ạ. Thì cái bộ đục này em bán là 120k D60. Em qua D61 là một cái cây giũa kim cương. Mình giũa dao, giũa kéo ạ. À. Cái phần tay cầm đây là bằng gỗ ạ. À. Trên đây nó có chữ giáp ban đây. Thì chiều dài của cái phần giũa này đây là được cây giũa này là được 27 ạ. Chiều dài tổng thể là 27 và phần giũa ở đây là được 15 tư. Cái này nó có cái móc này đó, khi mà mình sử dụng xong thì mình treo lên ạ, rất là gọn luôn. Thì D61 này em bán là 150k. Em qua D62 là cây thước ạ. Đây cây thước của Sinhua. Hình con chim cánh cụt đây là và những họa tiết trên đây đây ạ. Đó. Thép là thép không dĩ Taletel. Cây thước này thì em bán là 140k. Nó chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ạ, cũng còn rất là đẹp luôn. D62 140k. D63 cũng là một cây thước của Sinhua ạ. Đây Sinhua con chim cánh cụt đây, thép là thép không dĩ. Đó, họa tiết đây cũng giống như cây kia. Cây này thì cái phần này đây là từ 1 đến 9 ạ. Đó, còn cái này là 1 đến 8 ạ. Hình thức thì nó bị trầy xước nhẹ thôi ạ. À. Số họa tiết ở đây còn rất là đẹp luôn đó. Bên đây thì nó bị dính một cái vết rỉ nhẹ thôi. Về các anh các chú mình vệ sinh thêm là nó rất là đẹp. Thì cái mã D63 này em bán là 220k. Em qua D64. Đây. Thước đây ạ. À. Cái đế nó rất là dày luôn, cầm rất là nặng. Cái này qua đây đây, nó để như vậy đây ạ. À. Hình thức thì nó có bị trầy xước nhẹ ạ. Trầy xước nhẹ thôi. Nó có cái những vết nó có những cái vết mà trầy xước và rỉ nhẹ, rỉ ít thôi ạ. À. Đó, về mình vệ sinh lại thêm ạ. À. Thép là thép không rỉ. Số thì còn rõ ràng đây ạ. À. Đây, số rất là rõ ràng luôn, vạch cũng rõ ràng. Thì D64 này em bán là 220k. Em qua D65 là cái bộ tháp. Một đầu là mở đây. Nó một đầu là vòng đây ạ. À. Đó, của Mỹ ạ. À. Cái hiệu là hiệu Kobach. Kobach này là của Mỹ ạ. À. Thì ở đây là em có 12 cây, size là 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 ạ. À. Tổng cộng là 12 cây ạ. À. Từ 8 đến 19. Thì cái bộ cà lê
Compact của Mỹ này em bán là 600k D65. Hôm qua D66 là cái bộ làm vườn mini nhỏ. Cái bộ này trong đây thì nó có là một cái xẻng nhỏ, nhỏ rồi nhỏ to, cái to hơn một xíu, và một cái cào và một cái kéo cắt cành, đây kéo, và một cái cuộn dây để mình uống cây kiển đây. Cái này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 18 năm ạ. Thì combo này em bán là 180k. Đây nó có cái kéo cắt cành ở đây. Đó. D66 là 180k. D67 là cái ống nước ạ. Cái ống nước này thì nó dài là 10m ạ. Đây, hai cái đầu của nó đây đó. Cái này là inox 304 đây ạ. Nó có chữ đây, National Made in Japan đây ạ. Đó. Cái sợi dây của nó đây rất là dày dặn luôn. Mình dùng để rửa xe, tưới cây ạ, tưới cây kiển ở nhà. Thì D67 này em bán là 300k. Em qua D68 là cái bộ bánh xe ạ. Cái bộ bánh xe này đây thì có 4 bánh. 4 bánh này là đều là 4 bánh xoay và 4 bánh khóa ạ. Đây. Hình thức bánh xe thì như cái phần bánh đây là nó có bị xây xát đây, do người trước họ xài ạ. Đó, xây xát nhẹ thôi ạ. Và cái phần đế đây, đó. Cái này là của Footmaster ạ. Cái này thì nó có cái này ở đây thì mình chỉnh đó. Mình chỉnh là nó sẽ cái này là nó em đang khóa xuống đây thì cái mày nó thấp xuống thì cái này nó sẽ đẩy đi đây, và em làm cao lên, dặn ngược lại thì nó sẽ cao lên, và mình sẽ này nó cao lên là bánh xe nó sẽ không có quay đi được đó, kiểu như vậy à. Là vừa khóa vừa mở, là 4 bánh đều xoay và 4 bánh đều đứng được luôn ạ. Là có cái nút này để mình chỉnh đây. Thì cái đế này đây rất là dày dặn luôn. Cái này đây thì em đo là được 4,5 ly. Cái này thì nó hình vuông nên em đo qua đây là được 7,2 ạ. Và chiều cao của cái bánh này đây là được chiều cao của bánh là được khoảng là 8. Cái bánh này thì cái đường kính của nó thì tầm khoảng là 4,5 ạ. Đây, tầm khoảng đây thôi đó. Như em đo không cho vô được tại vì nó mắc cái phần này, nó tầm đó, nó em kéo lên đây thì tầm đó, do là nó có cái này chịu lực phụ nữa ạ. Nó cái đế chân nữa. Thì 4 bánh này là em cân nặng tổng là 2,8 kg 4 bánh. Thì mã D68 này em bán là 380k. Cái phần này này cũng còn rất là đẹp luôn đó. Footmaster. Chỉ là cái bánh thì bị xây xát nhẹ thôi đó, nó có bị những cái vết như vậy. D69 là bộ bánh xe màu xanh ạ. Bộ bánh xe xanh này là 4 bánh đều xoay hết ạ, nó không có khóa. Nó là của đây Japan ạ. Nó có hình cái con sư tử đây, có cái hình cái núi ở ngoài sau đây ạ. Made in Japan CC Cool. Đó. Nó rất là dày dặn luôn. Thì cái bộ này đây em đo cái miếng này em đo qua đây là được cái đế này là được 6,2. Cái này đây nó dày ở đây là được 3,35 ly. Đó. Cái này bánh xe đôi nên nó rất là chịu lực rất là tốt à. Thì nó là được 4,5 mà đường kính bánh là 4,5.
bánh xe đôi ở đây qua là được 3,2. Đây, như cái mấy cái bánh này thì nó cũng có bị xây xát đây, nó có những cái vết xây xát nhẹ thôi, xước nhẹ thôi ạ. Còn rất là chắc chắn, xài rất là tốt ạ. Thì bốn bánh này em cân nặng là 2,4 kg, thì em bán là 320k bốn bánh màu xanh. Em qua bốn bánh màu xanh to hơn. Bốn bánh màu xanh to hơn thì là tổng của nó là cân nặng là 4,8 kg ạ. Đây. Đó, nó cũng có hình con sư tử cái núi đây sắp ban. Cái bánh to này thì cũng là bốn bánh xoay, nó cao là được 11. Đường kính qua đây là được 6,5. Và cái hai cái bánh xe này thì nó được là 3,9 ạ. Thì D70 này em bán là 550k bốn bánh to. Em qua D71. Cái phần tay cầm đây bằng gỗ còn rất là mới luôn. Đó, cái màu gỗ của nó đây, tem mát thì nó bị bong tróc rồi, bong tróc ít thôi ạ. À, cái này thì nó bị trầy xước cái lớp sơn đó. Một phần là lưỡi nhọn này là răng cưa đây ạ. À, một phần này là con dao đó, một bên là dao, một bên là lưỡi cưa. Cái này vậy mình để mình làm vườn ạ. À, chiều dài là được 31,5. Cái phần lưỡi ở đây là được 17,5. Và bảng ngang qua đây là được 4 ạ. Thì D71 này em bán là 250k. Em qua D72 là cây cưa ạ. Cây cưa này thì cái phần lưỡi nó bị rỉ ạ. Đó. Nó rỉ nhưng mà cái phần răng thì nó còn rất là sắc và nhọn. Thì cái này về các anh các chú mình cưa một hai lần là nó sẽ sáng cái lưỡi lên ạ. Lưỡi cưa thì còn rất là sắc luôn nhưng mà nó có bị rỉ ạ. À, nó có rỉ. Cái phần lưỡi cưa này ở đây là được 20 ạ. D72 này em bán là 70k. D73 là hay là một cái đầu búa, một cái đầu búa và một cái đầu cuốc đây. Đó. Cây thì để các anh các chú mình bỏ vào ba lô mình đi phượt một cái đầu móc. Đó. Cái màu sơn thì nó có bị bong tróc nhẹ, nó là của Neboic ạ, Neboic. Một đầu cuốc, búa này thì người trước họ có sử dụng rồi nên nó có bị xây xát đây. Đó. Nó có bị xây xát cái đầu. Chiều dài ở đây là được chiều dài em đo tới cái phần móc này là được 29, ngang qua đây là được 11,5 và phần đầu đóng này đây là được 2,9 ạ. D73 này em bán là 250k. Em qua D74 là cái xẻng ạ. Cái xẻng này là của đây, nó có chữ Japan này ạ. Hình là hình cây xương rồng là của thằng Sabuten ạ. À, cái thương hiệu là Sabuten hình cây xương rồng. Thì cái này là nó còn cái lớp treo luôn, nó còn lớp keo của nó luôn. Em chưa có chà đi ạ, à, nên nó có bị rỉ như vậy. Đó. Thì chiều dài của nó đây là được 27. Và cái phần này đây là được 15,3. Và cái bảng ngang qua đây là được 6,5. D74 này em bán là 100k. D75 là cái cuốc ạ. À, cái phần gỗ của nó đây đó, cái phần gỗ của nó đây đó. Cái này thì mình dùng xong mình tháo ra được nên nó rất là gọn luôn ạ. À, cái phần gỗ nó đây.
thành một cái cuốc ạ. Và khi các anh các chú mình dùng xong, tháo lắp rời gọn gàng dễ dàng ạ. Đó, kiểu nó như vậy. Thì cái này thì để ở bãi thì nó có hơi bị, cái đầu thì nó hơi bị như vậy ạ đó. Nhưng mà mình vẫn sử dụng được bình thường ạ, không có ảnh hưởng gì. Nó không có được đẹp lắm ạ. Đây, đó. Thì chiều dài ở đây là được 28,3. Cái phần lưỡi này đây là được 5,2. Chiều dài của cái cây này đây là được 38 ạ. À. Em bán D75 này là 250k. Em qua D76 là cái búa ạ. Cái phần này là cao su ạ. Đây. Cái hiệu của nó là Chap Japan nè. Và một cái đầu đóng này, đó, cái đầu đóng này thì nó hơi bị cấn dập ạ. Và một cái đầu để nhổ đinh. Chiều dài ở đây là được chiều dài cái này, cái búa này là được 29. Ngang dài qua đây là được 11,3. Cái phần đầu đóng này đây là được 2,2 ạ. D76 này em bán là 100k. D77 cũng là một cây búa. Búa này thì cũng là một đầu đóng và một đầu nhổ đinh. Búa này đây thì một cái đầu đóng của nó là nó có cái phần phần gai này để khi mà các anh mình đóng thì đinh nó không có bị chạy đi. Đây, rất là tiện luôn. Nó có chữ Japan ở đây, nó đóng dập chìm ở đây. Và dưới cái phần tay cầm đây cũng có, dưới cái phần cao su này cũng có chữ Made in Japan ở đây ạ. À. Tem mát là nó còn luôn đây. Đó. Rồi phần đinh của nó đây, nhổ đinh là nó cũng còn mới luôn. Cây này là chưa sử dụng luôn ạ. À. Chữ nhật luôn đây, nó tay cầm bọc cao su cầm rất là êm tay luôn. Chiều dài của cái cây này đây là được 34 ạ. Ngang qua đây là được 12,5 và phần đầu đóng ở đây là được 2,5. Thì D77 này em bán là 280k. Và em qua D88 ạ, là cái thùng đồ nghề. Cái thùng đồ nghề này là nó nặng 2,9 kg à. À, hình thức thì nó còn tem mát luôn đây, của là của Rinta, ngôi sao Rinta. Cái phần lớp sơn này nó có bị bong tróc đây ạ, à. Nó có bị bong tróc cái lớp sơn. À. Tem mát của nó thì còn rất là nhiều luôn. À. Cái thùng này đó, như cái phần dưới đít nó là nó bị trầy xước ạ. À. Bên hông đây đó, nó bị trầy xước, nó bị rỉ nhẹ thôi chứ nó không có bị mớp ạ. À. Phía bên trong của nó đây. Đây, phía bên trong thì nó có được là một ngăn to, hai ngăn, mà đây thì nó có vách ngăn ở đây nữa. Vách ngăn ở đây thì nó bị mất hai miếng, cái miếng này thì nó bị bể đây một miếng đó. Nó cái bị rỉ nhẹ thôi đó. Đó, cái thùng đồ nghề đó màu sơn zin của nó luôn, nó có bị rỉ nhẹ. Cái này là bốn cái đế của nó đó. Đây, bốn cái phần này. Em đo qua đây là được 35 năm. Cao ở đây là được 16. Và ngang qua đây là được gần 20. Thì cái thùng đồ nghề D88 này em bán là 580k. Em qua D78 ạ. D78 là một cái con dao dao chặt một mặt ạ. Đây. Chữ của nó đây, chữ của nó khắc ở trên lưỡi đây.
Và cái phần đầu trên đây thì nó có bị rỗ ạ, nó có bị rỗ như vậy, dao một mặt. Em đo cái phần lưỡi của nó ở đây là được 16, ngang qua đây là được 5 ạ. Và độ dày của nó ở đây là được 6,2. D78 này em bán là 340k. Lưỡi dao là không có mẻ dập gì hết ạ. Em qua D79 là một cái con đề ba của Takayuki ạ. Made in Japan, thép là thép không gỉ. Thì phần lưỡi dao đây không có mẻ dập gì hết ạ. Dao một mặt. Dao này thì chiều dài của nó ở đây là được 35. Phần lưỡi ở đây là được 20,5. Bản qua là được 6,2. Độ dày ở đây là được 4,5 ly. D79 này em bán là 360k. Em qua D80 là một cái con đề ba, tay cầm là bằng gỗ, khâu là khâu nhựa. Và chữ đây, chữ khắc ở trên lưỡi rất là đẹp luôn. Lưỡi là không có mẻ dập. Cái bề mặt dao thì nó có những cái vết rỗ nhẹ này, nó có những cái vết rỗ ít thôi ạ. Em đo cái phần lưỡi là được 15 và bản ngang qua là được 4,2. Và độ dày ở đây là được 4,8 ly. Thì D80 này em bán là 250k. D81 là cái con dao Kiza, tay cầm là bằng gỗ ạ, có hai chốt và thép là thép ba lớp ạ. Chữ đây, chữ họ khắc ở trên lưỡi đây rất là đẹp luôn. Đây, thép ba lớp nó tách lớp đây ạ. Và cái sống lưng đây, đó, cái sống lưng là nó tách lớp ở giữa đây. Đó. Dao này thì cái phần lưỡi ở đây là dài là được 16,8, bản ngang qua là được 4,5 và độ dày của nó ở đây là được 1,7 ly. D81 này em bán là 180k. D82 cũng là một cái con dao thái của Nhật luôn, chữ nó khắc ở trên đây cũng là thép ba lớp luôn. Dao này thì này, nó thép ba lớp nó tách đây. Đó, nó có bị rỗ nhẹ đây ạ. À. Cái phần giữa đây đó, thép ba lớp nó tách ra đây, tay cầm là bằng gỗ, có hai chốt. Cái phần lưỡi của nó ở đây dài là được 16,8, qua là được 38 ạ. Cái dày ở đây là được 2,4 ạ. D82 này em bán là 180k. Em qua D83 cũng là một cái con dao thái của Nhật, thép ba lớp luôn ạ, thép DB, chữ nó khắc ở trên đây. Đây, nó tách lớp ở đây, nó đây cái phần tách lớp của nó đây ạ. À. Nó có bị rỗ nhẹ, như con này thì em thấy nó có bị rỗ đây, nó rỗ. Cái phần tay cầm bằng gỗ có hai chốt. Thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 16. Bản qua đây là được 4. Và độ dày ở đây là được 1,8. D83 này em bán là 160k. Em qua D84 cũng là một con dao thép ba lớp luôn ạ. À. Đây, nó có tách lớp ở đây. Đó. Con dao này thì cái phần tách lớp của nó cũng có bị rỗ đây, chữ nó khắc ở trên lưỡi đây ạ. À. Tay cầm là bằng gỗ. Thì cái phần lưỡi này ở đây là được 17 năm. Phần lưỡi ngang qua ở đây là được 3,8. Và độ dày ở đây là được
1,9. D84 này em bán là 150k. Em qua D85 là cái con dao gọt trái cây của Lô Bồ ạ. Đây. Đúc viên khói ạ. Dao này thì em đo cái phần lưỡi của nó ở đây là được 12,8 ạ. Và bản ngang qua đây là được 3 ạ. Và độ dày ở đây là được 1,4 ly. D85 này em bán là 140k. Em qua D86 là cái mũi nhọn của lưỡi kiếm Nhật ạ. Đây là cái phần đầu của cái lưỡi kiếm Nhật ạ. Thì cái này đây em đo chiều dài tổng thể luôn, hết là được ở đây là 32,5. Và cái phần lưỡi ở đây, phần lưỡi sắt ở đây là được 22,5 ạ. Này, em đo từ cái phần lưỡi mà nó sắc bén cho lên tới đây là được 22,5. Và em đo cái độ dày của nó ở đây là được 4,7. Và cái bản ngang của nó qua đây là được 2,4. D86 này em bán là 600k. Em qua D87. D87 là của cái lưỡi Tanto, lưỡi Tanto của Hải quân ạ. Đây, cái phần lưỡi của nó đây. Đó. Cái phần này là bằng đồng ạ. Cái này em đo chiều dài tổng thể luôn đây là được chiều dài tổng thể luôn đây là được 40,5. Và cái phần lưỡi ở đây là được 29. Và bản ngang qua đây là được 2. Và độ dày ở đây là được 4,1 ly. D87 này em bán là 850k. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.